Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần đã trôi qua và trên những cung đường di chuyển của quý vị và các bạn thì luôn đầy ắp những thông tin giao thông. Đó có thể là niềm vui, niềm hân hoan khi mà những cây cầu, những dự án mới sắp được khởi công, hay đó là sự nỗ lực của cả một hệ thống để chuẩn bị cho năm học mới đang đến rất gần. Hãy xem chúng ta có gì qua chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là mục xa lộ tin tức. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 8 tháng đầu năm 2018, toàn quốc xảy ra 11.782 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.366 người, bị thương 9.200 người. Bình quân một ngày trong 8 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết và 13 người bị thương. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tiếp tục giảm tai nạn, ùn tắc giao thông trong tháng 9, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đôn đốc các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong thời gian lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2018-2019. Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi, cập nhật nhu cầu đi lại, báo cáo cục để yêu cầu các hãng hàng không tăng chuyến nếu cần nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Các hãng hàng không được yêu cầu có kế hoạch tăng chuyến đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân, nhưng không được tăng giá vé khai thác. Đặc biệt, các hãng cần phải đảm bảo khai thác đúng giờ, giảm chậm, hủy chuyến. Tuyệt đối không thực hiện việc hủy chuyến, dồn chuyến vì lý do thương mại, xây dựng các kế hoạch khai thác ứng phó trong trường hợp xảy ra các chuyến bay bị chậm, hủy. Sở Giao thông Vận tải có thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông tại bến Phà Gót. Cụ thể, từ ngày 28 tháng 8 năm 2018, điều chỉnh giờ chạy phà từ 5 giờ tới 19 giờ 30, cho phép xe tải lưu thông qua Phà Gót vào các ngày trong tuần. Cấm xe tải lưu thông tại một số thời điểm từ 6 giờ đến 12 giờ ngày thứ Bảy. Cấm chiều từ bến Gót sang bến Cái Viềng từ 12 giờ đến 18 giờ ngày Chủ nhật. Cấm chiều từ bến Cái Viềng sang bến Gót. Kể từ ngày 4 tháng 9 năm 2018, cho phép các loại xe khách trên 29 chỗ qua Phà Gót và tạm dừng hoạt động của xe buýt miễn phí từ bến phà Cái Viềng đến thị trấn Cát Bà. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, cùng với cả nước, học sinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ bước vào năm học mới 2018-2019. Với việc có hàng trăm nghìn học sinh đến trường mỗi ngày, ngoài việc gia tăng về áp lực thì nguy cơ tai nạn giao thông cũng gia tăng do có một số lượng lớn các học sinh tự di chuyển đi về bằng phương tiện cá nhân. Do đó, để giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là giao thông trước cổng trường học, chúng ta cần phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Do trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân nằm trong ngõ nhỏ, khu dân cư đông đúc, mật độ xe cộ lưu thông lớn, thế nên tình trạng ùn ứ giao thông, đặc biệt trước giờ vào học và giờ tan học là điều dễ hiểu. Và trường Tiểu học Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên cũng ở trong tình trạng tương tự, chưa kể một số phụ huynh đưa đón con em đến trước nửa giờ, xe đạp, xe máy, ô tô chiếm hết lòng đường, gây ùn tắc giao thông. Hay như tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, nơi tập trung rất nhiều trường học của quận Lê Chân. Hơn nữa, tuyến đường này thường xuyên có nhiều phương tiện qua lại, mật độ giao thông cao. Trước tình hình này, một loạt giải pháp đồng bộ đã được triển khai như thực hiện mô hình cổng trường an toàn, sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ của chính quyền địa phương, sự quyết tâm của nhà trường và sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. Các giải pháp khá đa dạng và linh động, áp dụng tùy theo đặc điểm tình hình khu vực điểm trường. Đầu tiên, để nâng cao ý thức cho các em, các trường đã xây dựng kế hoạch về công tác an toàn giao thông, lồng ghép các kiến thức về trật tự an toàn giao thông vào các tiết chào cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động ngoài giờ, trong các tiết học có nội dung liên quan và các cuộc họp phụ huynh như trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện văn hóa giao thông, những kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, cách điều khiển xe đạp, đội mũ bảo hiểm đúng cách. Là nhà trường kết hợp với công an phường và tổ dân phố, các bác đã có mặt thường xuyên ở lúc đầu giờ, ở cuối giờ để đảm bảo công tác an ninh an toàn ngay ở cổng trường. Và cũng là một cái biện pháp để nhắc nhở tất cả các em học sinh trước khi ra khỏi cổng trường thì các em phải có đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Nhà trường đã ban hành một cái nội quy rất là riêng về thực hiện an toàn giao thông, trong đó liên quan đến cái vấn đề khen thưởng và sẽ xử lý học sinh khi học sinh vi phạm. Tất cả học sinh của nhà trường khi đã tham gia giao thông phải bắt buộc phải chấp hành luật
giao thông đường bộ. Và trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn đã tổ chức rất là nhiều các hoạt động có ý nghĩa, và chính là những cái hoạt động có ý nghĩa và đặc biệt là có cảm xúc sẽ gây ấn tượng mạnh cho các em học sinh trong cái việc tham gia giao thông của học sinh nhà trường. Bản thân các trường học đều có thông báo nhắc nhở phụ huynh học sinh tuân thủ các quy định khi đưa đón con em ở các cổng trường, tránh ùn tắc và giảm nguy cơ tai nạn giao thông. Cụ thể, trường tiểu học Núi Đèo đã tổ chức phân luồng ngay trong sân trường. Phụ huynh đi đón con em được phép đưa phương tiện vào sân trường và chỉ đi theo một chiều theo quy định. Để giảm thiểu cái ùn tắc giao thông thì trường chúng tôi cũng đã làm những cái hàng rào để ngăn cách giữa cái khu vực của tập trung của học sinh với cái khu vực chờ cho phụ huynh, và cũng đã phối hợp với Ban An toàn giao thông của huyện cũng như là của thị trấn để phân luồng cho đảm bảo là phụ huynh đi theo cái lối hướng một chiều để đảm bảo cái ách tắc giao thông trước cổng trường, trước cái giờ đưa đón con ở tại khu vực cổng trường. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông các quận thường xuyên tuần tra, kiểm soát, chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường, xử lý nghiêm các hàng quán rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè theo quy định. Bên cạnh đó, nhiều nhà trường chủ động kết nối với lực lượng công an, tổ chức các cuộc thi kỹ năng điều khiển phương tiện, tổ chức các chương trình hướng dẫn về tham gia giao thông. Cơ sở hạ tầng đối với hiện nay là không đủ đáp ứng với cái diện tích và với cái lưu lượng học sinh mà những lúc mà cao điểm như là những cái giờ là đưa các cháu đi học và các giờ đón cháu về. Thế do vậy là công an quận xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp với các nhà trường xây dựng các cái phong trào và các mô hình là cổng trường an toàn. Thì cái mô hình cổng trường an toàn là đã được xây dựng và đã được duy trì và nhân rộng. Cho đến nay gần như tất cả các trường ở trên địa bàn quận Lê Chân đã có cái mô hình là cổng trường an toàn để đảm bảo là cái trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức cho các cháu học sinh về tuân thủ luật giao thông, có văn hóa ứng xử khi xảy ra va chạm giao thông và có cái ý thức để giúp đỡ những người già, trẻ em, người tàn tật và những cái vụ việc xảy ra nếu như mà xảy ra cái vụ việc là giao thông đáng tiếc, và đã được duy trì và phát huy tốt. Hay như trường Trung học cơ sở Trần Phú, vào giờ cao điểm, nhà trường cử thêm một số giáo viên, bảo vệ kết hợp với hội cựu chiến binh, lực lượng cảnh sát giao thông quận Lê Chân để tổ chức điều phối, hướng dẫn cho phụ huynh và nhắc nhở học sinh không tập trung tại khu vực cổng trường. Vì vậy, trong nhiều năm qua, giao thông trước cổng trường luôn được đảm bảo an toàn. Khi mà có lực lượng công an và lực lượng các bác cựu chiến binh lên thì nói chung nó thông thoáng hơn nhiều, nhanh chóng hơn nhiều. Giao thông cũng đi dễ dàng hơn, nhưng trước đây là tắc rất là lâu. Với lại các bác cũng hướng dẫn là chúng tôi để xe lên vỉa hè, sang bên lòng đường đấy ạ. Vâng, thì các cháu đi lại dễ và phụ huynh xử lý xe cũng dễ hơn. Theo Ban An toàn Giao thông thành phố, năm học 2017-2018, hầu hết tại các cổng trường học không xảy ra tai nạn giao thông đối với học sinh. Từ mô hình cổng trường an toàn, nhiều trường học nâng cấp thành cổng trường an toàn giao thông hoặc cổng trường an toàn văn minh, cho thấy sự quyết tâm của các trường học trong công tác bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, qua đó góp phần làm cho các em học sinh đi lại được an toàn, thuận tiện. Có thể khẳng định, với các giải pháp đồng bộ trong thời gian qua, mô hình cổng trường an toàn giao thông đã thực sự phát huy hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục nền nếp, tác phong, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, đồng thời giúp các em hình thành nhân cách từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây còn là cơ sở để năm học 2018-2019, thành phố phát huy và nhân rộng mô hình để vấn đề an toàn giao thông không còn là mối lo ngại của toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.